Mời cộng đoàn cùng lắng nghe những chia sẻ kiến thức rất thú vị. Một, Có thể các bạn chưa biết. Những hình ảnh mang ý nghĩa tiên trưng nơi máng cỏ Bê Một, 1. Chúa giê -xu sinh ra ở Bê trong tiếng Hebrew có nghĩa là lò bánh mì, nơi làm bánh, tiên báo rằng Ngài sẽ trở nên bánh hàng sống. 2. Ngài được quấn tả, có thể xem như tiên trưng của khăn liệm. 3. Ngài được đặt trong máng cỏ, rơm rạ. Rơm rạ là thức ăn cho gia súc. Ngài cũng sẽ nên lương thực cho con người. Rơm ra liên hệ tới lúa mì miếng, nguyên liệu làm bánh miếng. Nó tiên báo về thánh thể. Máng cỏ làm bằng gỗ, đứa trẻ vừa sinh ra đã nằm trên gỗ, liên tưởng đến cuộc khổ hình thập giá của Ngài. Ngài sẽ nằm trên gỗ thập giá. 4. Thú vị hơn nữa, chữ máng cỏ trong tiếng Hy Lạp còn đồng nghĩa với cái mâm, hay cái đĩa, dĩa. Nó giúp chúng ta liên tưởng tới đĩa dĩa thánh đường thánh thể. Tóm lại, các hình ảnh của hang đá máng cỏ đều có ý nghĩa thiêng liêng tiên báo cuộc đời của Chúa Giêsu. xu 2. Có thể bạn chưa biết. Vì sao giáo hội Pháp được gọi là trưởng nữ của hội thánh công giáo Roma? Thực ra, tin mừng Chúa Kitô đã được loan báo đến nước Pháp khá sớm từ cuối thế kỷ thứ nhất. Thánh Irene, giám mục thành Lyon, 135-200, đã ghi lại cuộc bách hại đạo ở Pháp vào thế kỷ thứ hai. Tuy nhiên, vào thời ấy nước pháp chưa thực sự định hình bởi còn là vùng đất bị phân chia bởi các sắc dân khác nhau và số tín hữu ở pháp còn ít ỏi đến thế kỷ thứ sáu lovis đệ nhất thống nhất nước pháp và trở thành hoàng đế đầu tiên của nước pháp điều đáng lưu ý là lúc bấy giờ lạc giáo ariani đang thắng thế trong giáo hội hai phần ba số giám mục và tín hữu đều ngã theo lạc giáo này thế nhưng Vua Lô Vít Đệ Nhất lại chọn theo giám mục Roma và rửa tội trong đức tin công giáo Roma và trở thành người bảo kê cho giáo hoàng và tòa thánh chống lại lạc giáo Arianimut Sau khi được rửa tội, vua Lô Vít đã tuyên bố nhận công giáo làm quốc giáo của nước Pháp. Đến năm 754, đức giáo hoàng Tefano Đệ Nhi ký hiệp ước với hoàng đế Pippin Đệ Nhất của Pháp cũng như sức dầu tấn phong ông làm vua nước Pháp và đồng thời là hoàng đế danh dự của đế chế La Mã Thánh. Nước Pháp được gọi là trưởng nữ của hội thánh Roma bởi Pháp là nước đầu tiên trên thế giới, không tính các vùng đất thuộc La Mã vốn đã là công giáo, nhận công giáo làm quốc giáo, và cả nước, từ vua tới dân, đều rửa tội để trở thành kỳ tô hữu. 3. Có thể các bạn chưa biết. Nghi thức rước và đặt tượng chúa hai đồng vào máng cỏ. Trong dòng si tô ở áo vào dịp lễ Giáng sinh, tượng chúa hai đồng không được đặt sẵn trong máng cỏ trước thánh lễ, mà có nghi thức rước và đặt tượng trong lễ vọng. Lễ vọng Giáng sinh được cử hành trong ánh nến chứ không bật đèn điện. Cho đến sau phần phụng vụ lời Chúa, cụ thể là sau khi công bố tin mừng, cộng đoàn sẽ hát bài đêm thánh vô cùng. Cùng lúc đó tu sinh nhỏ tuổi dòng nhất đang viện sẽ ẩm tượng Chúa hai đồng từ phòng thánh rước lên cung thánh rồi đặt vào máng cỏ ở giữa cung thánh. Rồi cùng lúc ấy, đèn điện sẽ được bật lên như muốn nói rằng ánh sáng đã đến trần gian xua tan bóng tối tội lỗi và sự chết. Nghi thức này muốn diễn tả tính thời sự của sự kiện, nghĩa là thánh lễ vọng tưởng niệm mầu nhiệm con chúa Giáng sinh. Cũng như vào một buổi đêm khi xưa, Ngài được Đức Maria hạ sinh, quấn tả và đặt trong máng cỏ. Thì giờ đây, ngay trong thánh lễ tưởng niệm sự kiện này, tượng của Ngài cũng được rước và đặt trong máng cỏ sau khi bài tin mừng loan báo sự kiện Giáng sinh được công bố. 4. Tin giáo hội Hoàng Vũ Phản ứng của các hội đồng giám mục với tài liệu mới của Bộ Giáo lý Đức Tin sau khi Bộ Giáo lý Đức Tin ban hành tài liệu Fiducia can hướng dẫn cử hành chúc lành, ngoài phụng vụ, cho các đôi hôn phối rối và các cặp đồng tính, các hội đồng giám mục trên thế giới đã có những phản ứng khác nhau. Hội đồng giám mục một số nước châu Âu, cụ thể là Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và Bỉ thì hân hoan chào đón tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin và xem đó như một bước đi nhỏ trong nỗ lực lớn để đến với những người cảm thấy bị giáo hội bỏ rơi. Hội đồng giám mục Ba Lan phản đối gây gắt tài liệu này và yêu cầu một giải thích phù hợp hơn từ tòa thánh. Chúc lành cho người có khuynh hướng đồng tính là phù hợp, nhưng chúc lành cho cặp đôi đồng tính là không thể chấp nhận. Liên hội đồng giám mục châu Phi và một số nước khác cũng từ chối, thậm chí là cấm các linh mục ban phép lành cho các cặp đồng tính trong mọi trường hợp. Hội đồng giám mục Mỹ thì chia rẽ vì 50% giám mục đồng thuận 50% không, cho nên không đưa ra được tuyên bố chung. Gây gắt nhất có lẽ là phản ứng của Đức Hồng Y. Dơ Ha Mu Lê, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin 2012-2017. Đức Hồng Y. Mu Lê cho rằng tài liệu mới của Bộ Giáo lý Đức Tin là một sự đùa giỡn với giáo lý truyền thống và chúc lành cho các cặp đồng tính là một sự xúc phạm Thiên Chúa. 5. Tòa Thánh cho phép chúc lành cho các cặp đôi đồng tính ngay sau khi Bộ Giáo lý Đức Tin ban hành văn kiện Fiducia can nhằm hướng dẫn và giải thích mục vụ cho việc chúc lành cho các cặp đôi rối, bao gồm cả các cặp đồng tính, thì rất nhiều trang mạng đã đưa tin này với tựa đề giật gân và ti căng cho phép chúc lành cho các cặp đôi đồng tính. Những tựa đề kiểu này đã khiến rất nhiều người công giáo cảm thấy hoang mang và bức xúc. Nhưng điều đáng lưu ý là, hầu như số đông chỉ đọc tựa đề tin này từ một nguồn thứ hai, chứ chưa hề đọc thông báo cũng như nguyên văn văn kiện của bộ giáo lý đức tin trái lại nếu đọc hết tài liệu giải thích này của tòa thánh chúng ta sẽ thấy trong đó không hề có một thay đổi giáo lý nào về hôn nhân và tình dục hồng y bộ trưởng bộ giáo lý đức tin đã nói rõ trong lời giới thiệu tài liệu này là hướng dẫn và giải thích mang tính mục vụ cho việc chúc lành và không thể gây ra hiểu lầm hay hoang mang về giáo lý bền vững của hội thánh về hôn nhân cũng như nghi thức phụng vụ chỉ có một điểm mới là tòa thánh cho phép các giáo sĩ chúc lành cho những ai xin được chúc lành, dù họ là những cặp hôn nhân rối hay cặp đồng tính, nhưng cần xem xét và cân nhắc kỹ càng để người ta hiểu rằng việc chúc lành này không có nghĩa là nhìn nhận mối quan hệ của họ. Tóm lại, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức Tin là một tài liệu mang tính mục vụ chứ không phải thần học tính lý, tức là không làm thay đổi giáo lý truyền thống của Hội Thánh Công giáo. Thêm nữa, tài liệu này chỉ có mục đích giải thích và hướng dẫn chứ không có tính bắt buộc. Rất mong các bạn công giáo chịu khó đọc nguyên văn thông tin của tòa thánh, chứ đừng chỉ vội vã đọc các tựa đề hoặc bài viết của một ai đó rồi vội vã phê bình, chỉ trích đức thánh cha, hoặc than thở buồn rầu và lo sợ. Hội thánh do Chúa thiết lập và Ngài đã hứa sẽ bảo vệ hội thánh tới ngày tận thế. Chúng ta hãy vững lòng cậy trông và không ngừng cầu nguyện. 6. Có thể bạn chưa biết, vì sao người ta thường trang trí các con vật, bò, lừa, trong hang đá, dù tin mừng không có chi tiết này. Trong bốn sách tin mừng thì chỉ có hai tin mừng theo và Luca có tường thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu và chỉ riêng tin mừng Luca ghi lại khung cảnh ngày Chúa Giáng sinh với hang đá máng cỏ. Và đúng là Thánh Luca không hề nhắc tới chi tiết có các con vật như bò hay lừa trong hang đá nơi Chúa được sinh ra. Chẳng hạn ở chương 2 câu 6, bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Rồi khi các mục đồng tức là những người chăn nuôi súc vật ngoài đồng đến thăm hài nhi, thánh Luca cũng chỉ viết họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Vậy thì dựa vào đâu mà người ta đặt tượng các con vật này bên cạnh máng cỏ khi trang trí hang đá? Có người trả lời rằng nơi Chúa Giêsu sinh ra là chuồng súc vật, thì đương nhiên phải có súc vật rồi câu trả lời này nghe có lý nhưng không thuyết phục bởi chính thánh luca cung cấp một chi tiết cho thấy là vào thời gian ấy người ta chăn thả súc vật ngoài đồng hoang và các mục đồng thức đêm để canh giữ chúng ngoài đồng chứ không nhốt trong chuồng các nhà nghiên cứu lịch sử cho hay sự hiện diện của các con vật trong hang đá được nhắc đến trong ngụy thư tin mừng mát theo ở thế kỷ thứ tư ngụy thư tức là những sách không được giáo hội nhìn nhận trong quy điển kinh thánh Tác giả sách này mô tả hài nhi giê -xu được Đức Mẹ sinh ra rồi đặt nằm trong máng cỏ. Các con vật trong chuồng đã ngay lập tức nhận ra Ngài nên quỳ xuống thờ lạy và thở hơi ấm cho hài nhi. Mặc dù sách này không được giáo hội thừa nhận, nhưng chi tiết về các con vật lại được các tín hữu chú ý và lấy làm thích thú. Cũng từ thế kỷ thứ tư giáo hội bắt đầu cử hành lễ Giáng sinh nên chi tiết này thường được nhắc tới. Do vậy đến khi việc trang trí hang đá dịp lễ Giáng sinh được Thánh Phan Si Cô -xì -xì khởi xướng thì người ta luôn đặt tượng các con vật vào hang đá bên cạnh máng cỏ. 7. Có thể bạn chưa biết. Vì sao áo lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng là màu hồng? Chúa Nhật thứ ba mùa vọng được gọi là Chúa Nhật mừng vui hay Chúa Nhật hồng. Trong năm phụng vụ, chỉ có hai lần Linh Mục mang áo lễ màu hồng là Chúa Nhật thứ ba mùa vọng và Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Như vậy màu hồng có phải là màu của niềm vui không? Trong ý nghĩa phụng vụ, màu hồng thực chất chỉ là màu tím nhạt, mà màu tím là màu của chay tịnh, sám hối và đau buồn. Thời nay, khi mà việc giữ chay phụng vụ không còn được nhấn mạnh và ít được thực hành, người ta thật khó hình dung được ý nghĩa vui tươi của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, bởi chúng ta thấy ngày nào cũng như nhau. Nhưng nếu đi ngược về quá khứ lịch sử giáo hội, khi mà xã hội châu âu toàn tầng chưa bị tục hóa và lòng đạo đức bình dân được rao giảng và cử hành rộng rãi thì các tín hữu đã sống mùa vọng và mùa chay một cách nghiêm túc qua việc kiên khem đồ ăn thức uống không ăn thịt không uống rượu mạnh rồi vào ngày chủ nhật thứ ba mùa vọng giáo hội cho phép tín hữu xả chay một ngày nghĩa là người ta được phép ăn uống tự do trong ngày này ý nghĩa phụng vụ mời gọi tín hữu vui mừng vì lễ giáng sinh sắp đến nhưng có lẽ niềm vui cũng đến từ thực tế là được xả chay một ngày sau thời gian dài chay khem, xưa kia mùa vọng kéo dài 6 tuần. Chỉ khi sống trong bối cảnh như vậy hay hiểu được bối cảnh lịch sử như thế, người ta mới thực sự hiểu Chúa Nhật Hồng này có ý nghĩa vui tươi như thế nào phải không các bạn? 8. Có thể bạn chưa biết Ý nghĩa của cây thông Noel Trong dịp lễ Giáng sinh, người công giáo thì trang trí hang đá, người không công giáo, đặc biệt ở các trung tâm mua sắm thì trang trí cây thông, vậy bạn có biết ý nghĩa của nó không? nó không chỉ là biểu tượng đơn thuần của mùa đông đâu nhé, nó mang ý nghĩa Kitô giáo đấy. cây thông noel mang ý nghĩa kinh thánh tiên báo về Chúa Kitô như chồi non nhà David. từ cội rễ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một chồi non. trên chồi non ấy thần khí Đức Chúa sẽ ngự lại. cây thông chịu được thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nên được dùng làm biểu tượng cho hài nhi Jesus của con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm chịu muôn vàng khổ cực và đau đớn, đặc biệt là chịu chết vì tội lỗi nhân loại. Cây thông quanh năm xanh tươi ngay cả trong mùa đông giá rét cũng là biểu tượng cho sự sống đời đời. Đó là lý do ở Tây Phương người ta có truyền thống làm vòng tưởng niệm bằng lá thông đặt trên mộ người chết như lời nhắc nhở về sự sống vĩnh cửu. Như vậy, dù những người không biết đến niềm vui thực sự của lễ Giáng sinh nơi Chúa Giêsu thì qua việc trưng bày cây thông Noel, họ vẫn đang chia sẻ một chút niềm tin và ý nghĩa tô giáo với chúng ta. Ở châu Âu thì vào mùa Giáng sinh, hầu như mọi gia đình dù công giáo hay không, đều trang trí cây thông Noel, bởi nó đã là một truyền thống kỳ tô giáo lâu đời. 9. Có thể bạn chưa biết. Lễ hội Thánh Lucia ở Thụy Điển Ở Thụy Điển, hàng năm vào ngày lễ Thánh Lucia, ngày 13 tháng 12, người ta vẫn còn tổ chức nghi thức tưởng niệm Thánh Lucia, được trình diễn bởi những thiếu nữ tuổi từ 14 đến 16. Người đóng vai Thánh Lucia sẽ đội một vương miện có nến sáng tưởng nhớ hành động của thánh nữ đội nến trên đầu vì hai tay phải cầm và sách bánh và thức ăn đi thăm viếng các tín hữu bị bách hại đang phải lẫn trốn trong hang tọa đạo. Đoàn rước trong trang phục trắng sẽ đi theo nhân vật chính đóng vai thánh Lucia, tay cầm nến sáng và hát thánh ca. Họ đi vào nhà thờ, sau đó đi tới các trường học, nhà trẻ, trại trẻ mồ côi. Khi đoàn rước gần tới nhà thờ thì người ta sẽ kéo chuông và chơi đàn dương cầm với điệu nhạc bi tráng. Lễ hội truyền thống này ra đời từ thế kỷ thứ tư để tưởng niệm Thánh Lucia trinh nữ tử đạo. Đồng thời, theo lịch cũ thì ngày 13 tháng 12 là ngày ngắn nhất trong năm, trong đó vùng Bắc cực cảm nhận rõ nhất khi mặt trời chỉ chiếu sáng 6 giờ, theo dương lịch hiện tại thì sẽ là ngày 21,22-12. Các bộ lạc Bắc cực xưa kia tin rằng mùa đông là thời điểm các thần dữ lộng hành nhất, do đó lễ hội nến sáng tưởng niệm Thánh Lucia cũng nhắc nhở người ta tỉnh thức cầu nguyện để thoát khỏi thần dữ 10. Có thể bạn chưa biết. Dòng tên, nữ. Dòng tên, nam, rất nổi tiếng và có lẽ hầu hết các tín hữu Việt Nam đều biết đến. Nhưng dòng tên, nữ, thì có lẽ không mấy người biết. Dòng tên nữ do nữ tu Maria Gua thành lập vào năm 1609. Nguyên thủy cộng đoàn nữ này có tên là dòng trinh nữ Maria rất thánh. Ngay từ đầu, nữ tu Maria Gua đã áp dụng quy luật của dòng tên, nam, của thánh Ignacio cho dòng của mình. Các nữ tu cũng làm một vụ trong lĩnh vực giáo dục, mở trường nữ sinh tư thục. Cùng với đó, các nữ tu cũng thực hành và tổ chức các cuộc linh thao cho tín hữu. Tuy nhiên, vào thời bấy giờ, trong lịch sử giáo hội chưa hề có dòng nữ hoạt động mà chỉ có các dòng nữ chiêm niệm, nghĩa là các nữ tu phải ở trong nội vi. Chính vì lý do này, ý tưởng về một dòng nữ hoạt động, các nữ tu không mang tu phục và không sống đời sống cộng đoàn như dòng tên nam, là hoàn toàn mới mẻ cho nên đã khiến tòa thánh bất ngờ và không chấp nhận. Khi nữ tu Maria Guiết kiết Đức Giáo Hoàng để trình bày về ý tưởng của mình để xin cho dòng mới được nhìn nhận, Đức Giáo Hoàng chỉ chấp nhận cho thử nghiệm giới hạn ở Roma và Napoli mà thôi. Tòa thánh cũng không đồng ý gọi hình thức mới này là dòng tu, mà chỉ tạm thời gọi là nhóm các nữ tu theo tinh thần thánh Ignacio. Nhưng sau một thời gian ngắn, tòa thánh chấm dứt thử nghiệm và yêu cầu giải tán nhóm này vì không phù hợp với nếp sống tu trì theo truyền thống ngay cả dòng tên nam cũng không chấp nhận nhánh nữ này và đã từ chối lời thỉnh cầu của nữ tu maria gua xin sáp nhập nhánh nữ vào dòng tên dẫu bị tòa thánh giải tán các nữ tu này vẫn duy trì công việc một vụ dạy học và hướng dẫn linh thao theo tinh thần một nhóm đạo đức bình dân các nhóm này tiếp tục phát triển mạnh ở đức trong lãnh vực giáo dục thanh thiếu nữ năm 2004, tức là gần 400 năm sau khi thành lập, cộng đoàn nữ này mới được tòa thánh chấp nhận là một cộng đoàn tu trì, một dòng nữ. Dòng mang tên là dòng tên, nữ, và duy trì linh đạo của thánh Ignacio, và cũng phục vụ trong lãnh vực giáo dục và linh thao. Như vậy, dòng tên, nữ, và dòng tên, nam, là hai dòng độc lập dù có cùng linh đạo và đường hướng mục vụ. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen